Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé Danh ca Giao Linh nhập viện cấp cứu vì nhòi máu cơ tim Tại đây, danh ca Giao Linh có những chia sẻ về lần suýt chết nhớ đời chỉ vì mê hát mà quên chăm lo sức khỏe bản thân Nữ danh ca cho biết Lần đó cô đi hát tại một tụ điểm ca nhạc sau khi trình diễn được một ca khúc bỗng dưng cô thấy mệt và được chồng chuyển vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Nữ danh ca cho biết cô gặp may mắn khi được chữa trị kịp thời, khi cấp cứu xong, bác sĩ bảo tôi may mắn, tim tôi đập rất yếu, chỉ cần đến trễ 5 phút nữa chắc có lẽ tôi chẳng còn mang tiếng hát để phục vụ cho khán giả được nữa. Từ đó Danh ca Giao Linh cho biết cô ăn uống và khám sức khỏe định kỳ thường xuyên, ngoài ra còn khuyên chồng cũng như các con chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Nữ danh ca 68 tuổi còn cho rằng cô may mắn vì được chồng và các con yêu thương, chăm sóc bất kể khỏe mạnh hay ốm đau. Danh ca Giao Linh được khán giả biết đến nhờ giọng ca truyền cảm, ngọt ngào và có chút bi ai, luyến tiếc, chính vì lẽ đó mà Giao Linh còn được biết đến là nữ hoàng sầu muộn. Vì chuyên trị những dòng nhạc buồn nên Giao Linh cho rằng điều đó cũng đã vận vào chính cuộc đời của cô. Nữ danh ca chia sẻ, hát nhạc buồn nên có lẽ những bài hát như vận vào mình khiến con đường tình duyên cũng trở nên lận đận. Mà nếu mình không có tâm trạng thì không thể cảm nhận được bài hát và không truyền tải hết ý nghĩa bài hát ấy. Thế nên khi có trong tay sự nghiệp, danh tiếng, cơ ngơi đầy đủ thì Giao Linh mới nhận ra vẫn chưa có bến đỗ hạnh phúc với sự tham gia của danh cao Jo Linh, một cây đại thụ trong làng tân nhạc Việt Nam. Tại đây, nữ danh ca đã lần đầu chia sẻ về cuộc sống sau khi chồng qua đời tại Mỹ vào cuối tháng 9 năm ngoái. Cô nói, sự mất mát này của tôi cho tới hiện tại vẫn không gì có thể bù đắp được. Lúc đi thì đi hai người, lúc về khi phi cơ đáp xuống Việt Nam chỉ có mình tôi, lặng lẽ lắm. Ngày xưa, anh lo cho tôi từ A tới Z có nhỏ nhất cũng tới tay anh bây giờ không có anh nữa thì giống như tôi phải làm lại từ đầu đây cũng là điều mỗi lần suy nghĩ lại tôi luôn tự trách mình tại sao không nhận ra sớm hơn con người đâu ai sống mãi với nhau được mà tôi không biết lo dù cũng đôi lần anh tập cho tôi khi chồng mất không để lại di trúc tôi phải tự tay lo mọi thủ tục giấy tờ tôi càng làm thì càng phải lấy nhiều giấy tờ đồ đạc liên quan nên nhận ra được chồng mình vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Anh ghi từng chỗ từng chỗ, chỗ nào cần cất cái gì nên đôi khi tôi xem lại đồ đạc, kỷ vật lại rơi nước mắt. Tôi thấy anh chuẩn bị kỹ càng quá, thế mà thời gian trôi qua tôi lại không biết trân quý những điều đó. Thấy anh lo cho tôi thì tôi vui lắm nhưng bản thân lại không trân trọng. Nếu thời gian cho phép quay trở lại thì tôi cũng xin được bắt đầu lại với anh. Bằng tất cả sự trân trọng mà tôi dành cho anh, chồng tôi là một người kiên nhẫn. Trước khi lấy nhau vào năm 1988, thì 20 năm trước đó tôi và chồng cứ 10 năm lại gặp nhau một lần. Trước khi kết hôn, chồng tôi cũng thật thà cho biết anh có rất nhiều con, nhưng đối với tôi thì không thành vấn đề. Chúng tôi về sống với nhau cũng có con chung nhưng tiếc rằng không giữ được bé. Mất con, tôi khóc hoài. Anh mới nói Em khóc làm gì? Anh con đông lắm, anh sẽ đưa con về sống với em. Tôi nghĩ vậy cũng ổn, thế là tôi và chồng ở cùng các con rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi hiểu, những người vợ trước đã cho anh những đứa con tuyệt vời nên tôi phải luôn trân trọng điều đó. Cách dạy con của những người phụ nữ ấy đã tạo nên những đứa con ngoan hiền. Trở lại Việt Nam sau khi chồng qua đời, Giao Linh cho biết sẽ vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình vì đó là đam mê. Nguồn sống của cô Bên những dòng tâm sự Khán giả còn được chìm đắm trong không gian âm nhạc Của nữ hoàng sầu muộn Giao Linh Qua tiếng hát giạt rào cảm xúc Với loạt nhạc phẩm bất hủ như đêm tâm sự Không bao giờ quên anh Vầng chắn suy tư Đom đóm, giấu chân kỷ niệm Ông xã của danh ca Giao Linh Từng có ba đời vợ Sáu người con nhưng bà vẫn kiên quyết Kết hôn với ông Bất chấp sự ngăn cản của người thân và bạn bè Giao Linh là một trong những ca sĩ nhạc xưa hàng đầu Việt Nam được khán giả chiều mến đặc biệt danh nữ hoàng sầu muộn vì bà thường hát các bản nhạc buồn, ra diết. Dù sắp bước vào U70, nữ danh ca vẫn đều đặn cất cao tiếng hát phục vụ khán giả với sự cổ vũ của người bạn tâm giao, người chồng, đồng thời là quản lý của bà hiện tại. Là con cả trong gia đình có 7 anh chị em. Dưới danh ca Giao Linh còn 6 người em và tất cả đều trông chờ vào gánh phở của mẹ bà. Năm 16 tuổi, bà bước chân vào con đường ca hát với đam mê âm nhạc từ nhỏ. Mặt khác, đây còn là công việc kiếm tiền ổn định để nuôi gia đình. Chăm chỉ bôn ba hết sân khấu này đến sân khấu kia để lo cho gia đình. Đến khi những người bạn, đồng nghiệp cùng thời đều có mái ấm cho riêng mình thì Giao Linh vẫn lẻ bóng. Đến năm 37 tuổi, nữ danh ca mới lấy chồng. Giao Linh và chồng từng gặp cỡ nhau từ năm bà mới 17 tuổi, nhưng phải đến 20 năm sau thì cả hai mới về chung tổ ấm. Bà chia sẻ, chúng tôi gặp nhau trong nhóm bạn và chỉ khói nhau như bạn bè đến chục năm trôi qua. Anh để ý thích nhưng vì tôi có nhiều người theo nên anh không dám tỏ tình. Nghe nhiều lời đồn thổi về tính anh đào hoa, nhiều đời vợ nên ngày anh ngỏ lời. Tôi mới buông một câu đùa dỡn trời ơi, ai mà dám lấy anh anh nhiều vợ thấy mồ, điều đó làm anh giận và không gặp tôi nữa. Rồi biến cố xảy ra, chúng tôi thất lạc nhau đến gần 10 năm sau mới gặp lại trên đất Mỹ. Thời điểm đó, anh có cuộc sống tự do và lại một lần nữa ngỏ lời với tôi. Cảm nhận được cái tình của anh dành cho mình bởi anh đã theo đuổi tôi 20 năm rồi. Lúc đó tôi bị dao động nhiều nhưng vẫn rất sợ quá khứ của anh. Khi gặp anh Tôi vẫn còn độc thân nhưng anh đã có 6 đứa con riêng qua ba đời vợ. Tôi phương vân không biết mình có chịu đựng nổi các rắc rối trong gia đình không bởi một dòng con đã không thấu rồi mà anh lại có tới ba dòng. Trải qua những tháng ngày bôn ba đủ để nữ danh ca giữ vững lòng tin vào chính mình. Giao Linh tâm sự bà tin vào duyên nợ dù lúc hay tin cả hai kết hôn, bạn bè ai cũng ngăn cản, sợ bà không chịu nổi cuộc sống nếu bị ông lừa dối. Cuộc hôn nhân không nhận được nhiều sự chúc phúc từ bạn bè, giao linh kể, ngày mà chúng tôi đi làm hôn thú, chỉ có quan tòa và hai cô thư ký làm chứng tại Las Vegas, năm 1988. Khi về Canada, tôi có thai nhưng do lớn tuổi nên không giữ được. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi nhận thấy anh là người trách nhiệm, thương con, lo cho gia đình, quý mến những người mẹ của con mình. Đợt kỷ niệm 30 năm ngày cưới, anh dẫn tôi đi ăn tối ấm cúng giản dị để ôn lại tình cảm sống gần hết đời người nhưng không có một người con nào của riêng mình nữ hoàng sâu muộn hiền hậu chia sẻ bà hơi buồn nhưng không tiếc nuối vì lấy chồng muộn bởi lẽ với giao linh bà xem các con của ông cũng chính là con mình tôi cảm thấy may mắn vì các con anh rất thương bố rất ngoan biết đùm bọc nhau đối với chúng mẹ nào cũng là mẹ Chính những điều đó tôi cũng mở lòng ra đón nhận từng đứa. Thời điểm các sân khấu ở Việt Nam chào đón ca sĩ hải ngoại, các cháu chính là người động viên tôi quay về. Nếu mẹ thành công, khán giả chào đón mẹ thì tốt. Nếu mẹ không thành công thì mỗi tháng tụi con mỗi đứa biếu mẹ 100 đô la Mỹ. Thật sự tôi rất cảm động, không phải con ruột của mình đâu nhưng các cháu lại rất quan tâm đến mình, nữ danh ca tự hào chia sẻ. Giao Linh kể giờ bà và chồng là hai ông bà già an ủi nhau tiết lộ bí quyết giữ lửa cho hôn nhân luôn đầm ấm bà cho biết các con của anh đối với tôi rất tốt nên mình cũng mở lòng với mẹ của chúng tôi không muốn các cháu khó xử để chúng không có khoảng cách với mẹ mình cả mối quan hệ của anh với những người vợ trước tôi cũng không can thiệp vào tôi hiểu họ cần có không gian để trò chuyện về các vấn đề con cái cuộc sống riêng của chúng chính vì thế mà gia đình tôi rất hạnh phúc. tuy không làm văn nghệ nhưng chồng Giao Linh là người sẻ chia, đồng cảm với bà trong từng bước đường nghệ thuật. xuất hiện trong buổi khi hình chương trình Sài Gòn đêm thứ bảy, ông lo lắng, chăm sóc bà từng chút một. ông còn cẩn thận quay hình vợ khi biểu diễn để về nhà xem lại cho vui cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại